Đăng Xung tháng 5 năm 1942. Phu nhân, để tôi làm cho. Thôi không cần, chị đi làm bữa sáng đi. Hôm nay lão gia về rất muộn, sáng sớm nay vừa dậy đã lại đi viết các thứ ở bên đó rồi. Sáng nay ta làm cơm sớm một chút. Dạ được. Tiêu diệt hơn 5.000 tên địch. Tảng sáng ngày 24, sư đoàn trưởng Đế An Lan của sư đoàn 200 chúng ta dẫn quân phát động tấn công đường cát, xông vào khu vực thành phố, giao tranh ác liệt trên đường phố với quân Nhật Bản tới nửa đêm. Đường cát bị đánh hạ. Long Thằng Vũ ta đã chuyển hết tài sản thuốc lá của ông ta đi rồi. Xem ra ông ta đã quyết ý rời đi. Hôm qua chúng tôi đã thảo luận ở thương hội, sẽ viết một bản thảo. Sáng sớm nay tôi phải đi nói chuyện với huyện trưởng Khương. Muốn giữ được Đằng Xung, chúng ta chỉ còn có thể dựa vào ông ta thôi. Năm ngàn năm mênh mông đất nước, 3.000 dặm cuồn cuộn cát vàng, thù nước hận nhà sục sôi chí khí. Có bao nhiêu khổ đau sâu đậm, có biết nấy kêu gào bất khuất. Đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, đã đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản, đuổi giặc qua ra khỏi Trung Quốc, đuổi giặc qua ra khỏi Trung Quốc. Thông tấn xã Trung ương thông báo tình hình chiến sự khẩn cấp. Đầu tháng 5, một đơn vị quân đội Nhật Bản đã vượt qua được phòng tuyến dân Nam Miến Điện. Sau khi Uyển Ninh và Mang Thị lần lượt bị chiếm, ngày 4 tháng 5 Long Lăng cũng thất thủ. Trư Công, có chuyện gì vậy? Người của thương hội sáng sớm nay đã nghe thấy người dân nói đêm qua ủy trưởng Khâu Thiên Bồi và Lưu Bá Long đã dẫn quân xuất phát rồi. Chúng tôi không dám tin, mau chóng đến đó mới phát hiện đúng thực là họ đã bỏ chạy rồi. Một lũ khốn nạn. Còn nữa, ngày 4 tháng 5 Long Lăng thất thủ, Long Đằng Vũ và Khu Thiên Bồi đã sớm nhận được tin báo. Chúng sợ xảy ra đại loạn nên vẫn giữ kín không truyền ra. Vậy sao biết vệ binh của Khu Thiên Bồi không đi cùng hắn? Tập hợp. Các chị, đã qua hai ngày hành quân khẩn trương, cầu Đằng Xung cách chúng ta còn chưa đến 50 km thôi. Trải qua trận chiến Long Lăng, mọi người đều đã rất mệt mỏi. Chuyện này tôi rất hiểu, nhưng chúng ta bắt buộc phải qua được cầu Đằng Long vào sáng sớm mai và chiếm lấy Đằng Xung. Tôi hy vọng mọi người đều từ bỏ tâm lý may mắn, lấy tinh thần không biết sợ của quân đội Nhật, lấy quyết tâm quyết tử để lao vào chiến đấu. Bản thân tôi cùng anh hùng của các vị sẽ được tưởng nhớ ở Nhật Bản, ở Tokyo, ở quê của mọi người. Khu Thiên Bồi rời đi làm lòng người hoang mang, tin đồn khắp nơi. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải quyết định một người mà mọi người tin tưởng có thể đứng ra trấn an dân tâm. Trương Công, ngài từng đảm nhiệm huyện trưởng Sương Ninh, rồi lại từng làm bí thư tỉnh. Với nhân phẩm và uy tín của ngài ở Đằng Xung, người ấy nếu không phải ngài thì đâu còn ai. Khương
Thế nào rồi? Giờ thành phố Đằng Sung đã vô chủ, tình hình rối loạn. Họ hy vọng tôi có thể sa mặt bình ổn dân tâm, dẫn dắt mọi người di chuyển. Ông đồng ý rồi sao? Khó khăn lắm, ông mới thoát ly được quan trường. Bây giờ ông lại thuộc viên. Bảo toàn tính mạng của 30.000 dân chúng Đằng Sung, dù ngàn vạn khó tôi cũng không từ. Thiếu tá, giống núi Phú Sĩ quá. Đã Ưng Sơn, Đằng Sung đã không còn xa nữa. Hành quân, nhanh lên. Hôm nay vì các vị tới đây là có việc này muốn thưa với các vị. Sau khi Duy Diên Long nhận lệnh rời khỏi Đằng, Quỷ Trướng Khư Thiên Bồi đã mang theo quan ứng bỏ trốn khỏi Đằng Sung cùng sư đoàn trưởng. Ngoài ra chúng tôi còn nhận được tin tức mấy ngày trước Long Lăng đã thất thủ, nhưng tin tức này vẫn luôn bị hai vị trưởng quan quân chính Long Khư giấu giếm. Họ Lũ Danh đã rút về phía bắc trước nên vẫn chưa thể cho nổ cầu Đằng Long. Theo lộ trình dự tính, quân Nhật rất có khả năng đã gần tới Đằng Sung. Các vị, giờ thành Đằng Sung đã không còn bất kỳ quân lực bảo vệ nào. 30.000 dân chúng đã đứng ngay trước mũi súng quân địch. Để tránh cho bách tính phải chịu sự tàn sát và sỉ nhục của kẻ địch, thương hội và các vị hương thân đã bàn bạc quyết định tổ chức cho mọi người di tản khỏi thành Đằng Sung. Xét thấy cầu Huệ Thông rút về Bảo Sơn đã bị quân đội đế quốc cho nổ, giờ đây Đằng Bắc chính là lối thoát duy nhất của chúng ta. Chúng ta hãy để lại cho người Nhật Bản một tòa thành trống.
Trương lão tiên sinh, ngài vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Nhận được thông tin thương hội thông báo, chúng tôi đã thông báo hết cho các thôn các trấn để sắp xếp cho những người không có người thân nương tựa. Nhà công, thị trấn, trường học, các kho đều đã được dọn dẹp, có thể cho người vào ở. Cảm ơn, vô cùng cảm ơn ông. Trương lão tiên sinh mời. Đây là đệm của Mỹ chế tạo thật đó. Cả đường chúng ta đi vất vả quá rồi. Chẳng qua Đằng Sung đúng là một nơi tốt đẹp. Nghe nói còn có thể tắm suối nước nóng ở đây nữa. Ngài Matsuya, mời ngồi. Thưa các vị, mời ngồi. Thưa ngài, người này làm nghề buôn lá trà. Người như vậy ở Đằng Sung nhiều lắm. Chẳng qua trước khi hoàng quân tới đều đã bỏ chạy rồi. Thiếu tá Matsuya, thưa các vị, mọi người đã đi cả đường dài, người người đều đã mệt mỏi. Tôi rất vinh dự có thể đại biểu những dân sĩ có tầm nhìn xa trông rộng, biết thời thế ở Đằng Sung. Hoan nghênh hoàng quân Nhật Bản tới. Tôi hy vọng từ nay về sau có thể chân thành hợp tác với hoàng quân, cùng nhau dựng xây tương lai tốt đẹp cho Đằng Sung. Nào, cạn ly. Chúng tôi tới làm phiền mọi người nhiều, thật ngại quá. Trư tiên sinh, trư phu nhân, cơm sắp làm xong rồi, chuẩn bị ăn cơm thôi. Cảm ơn mọi người, làm mọi người phiền hà rồi. Không phiền, không phiền. Xin hỏi, đây có phải tiệm tạp hóa của ngài Kim Hùng không? Tôi là Kim Hùng, tham mưu trưởng Kazuo Kaneki. Theo lệnh đại tá Yasumi Kurashige, tôi tới đây để báo cáo trình diện với ngài. Đây là điện báo đại tá Kurashige bảo tôi chuyển cho ngài. Tôi đợi các anh lâu lắm rồi. Tôi chỉ nhận được mệnh lệnh trực tiếp từ đại tá Kurashige. Không có lệnh của ngài, tôi sẽ không tùy tiện tiếp xúc với các anh. Đây là báo cáo điều tra quân lực, nông nghiệp và thương nghiệp trao đổi của người dân Đằng Sung. Do lượng số liệu rất lớn nên tôi không thể chuyển lên cho quân bộ thông qua điện báo. Bắt buộc phải có người chuyên môn được các anh trực tiếp tới lấy. Đây là bản đồ chi tiết địa hình Lai Phượng Sơn cùng các đường lên xuống tôi vẽ. Xin các anh lập tức tới đóng quân. Ngài Kaneki vẽ rất chi tiết. Mạn phép hỏi ngài Kaneki, ngài tới Đằng Sung từ bao giờ vậy? Chiêu Hòa năm thứ 12, sau sự kiện cầu Marco Polo. Đúng là cái ngày chó má chỉ biết mắng chửi người. Chúng không nghĩ thử xem, hộ lộ doanh chúng ta đâu có mấy người, dăm cây súng, sao chống lại được người Nhật Bản chứ? Tôi cho đội ngũ súc là bởi tôi không muốn để anh em chết oan chết uổng. Đi, nói với anh em đừng đi xa quá. Để tôi hút thêm mấy hơi thuốc lá rồi chúng ta đi. Nếu không, không kịp tới Giang Thư trước khi trời tối đâu. Doanh trưởng, doanh trưởng, doanh trưởng. Dưới dốc xuất hiện một nhóm lính Nhật, khoảng 80-90 người.
Doanh trưởng có đánh không đây? Đánh đi, đánh đi. Mấy ngày nay bị người ta chửi, tớ không ngóc lên được. Đánh. Các cậu đi ra phía sau chúng. Cậu đưa mấy anh em sang bên kia dốc chống đỡ. Đừng để chúng lên đây. Lựu đạn, mau chuẩn bị lựu đạn. Nào nào nào, để ta xem. Của con đâu? Của con đây à? Chữ này viết rất tốt. Trương lão tiên sinh, Trương lão tiên sinh, Hồ Lộ Doanh đã đánh một trận với quỷ Nhật ở Quy Quá Tự. Hồ Lộ Doanh rút lui, người Nhật Bản cũng không dám đuổi. Họ chặt lấy củi khô, thiêu hết đám lính Nhật chết trận. Bọn tôi không dám lại gần, chỉ dám trốn ở xa xem. Họ đốt hết xong, cầm xương cốt cháy đi rồi. Thiêu hết tổng cộng bao nhiêu tên lính Nhật vậy? Tôi trốn trong cây dình, thấy họ đốt lâu lắm, phải 30-40 tên ấy. Để đến lúc tôi xuống, eo của tôi đứng không thẳng được nữa này. Coi như Hộ Lộ Doanh trút được cơn tức giúp bách tính. So với hạng người như Lưu Bá Long tốt hơn nhiều. Trương Công, tôi còn một tin tức tốt nữa. Sư đoàn dự bị số 2 phụng lệnh tới đây đã qua sông. Tốt quá. Lần này có thể đánh một trận lớn với người Nhật Bản rồi. Tôi thề, trong trận chiến tiếp theo, tôi sẽ không để một tên Trung Quốc nào sống sót rời khỏi chiến trường. Lần này chúng tôi phụng lệnh tới Đằng Bắc đánh du kích. Có thể có được sự ủng hộ của Trương lão tiên sinh, Lưu Quỷ Viên và mọi người từ mọi tầng lớp xã hội. Trái tim treo lơ lửng của tôi có thể hạ xuống rồi. Sư đoàn dự bị số 2 tới Đằng Bắc là bởi vì bảo vệ dân chúng và tác chiến như giặc qua. Chúng ta đáng lý hỗ trợ hết sức. Mấy ngày trước, tin tức quý nhân tới đây, thương hội và người dân chúng tôi ở đây đã chuẩn bị tốt công tác hỗ trợ đội quân kháng Nhật. Tôi tên là Đại Đao Lưu, vốn là thuộc quân đoàn 66, lúc đánh nhau với người Nhật Bản ở Miến Điện, người Đông Bắc, dũng cảm ra tay tàn nhẫn. Đây là súng trường Shiki 38, tôi cướp được trong tay quỷ Nhật khi giao chiến ở Miến Điện. Thân súng dài 4'3", gắn thêm lưỡi lê sẽ thành 5'6", dài hơn nhiều so với súng trường Hán Dương. Mà trước khi quỷ Nhật tới Trung Quốc đều đã được huấn luyện ám sát nghiêm ngặt, còn chúng ta lại không có. Vậy nên nếu phải chiến đấu với quân Nhật bằng lưỡi lê thì người chịu thiệt chắc chắn là chúng ta. Nhưng lưỡi lê chỉ có đâm không thể chém, vậy nên chúng ta chỉ dùng đại đao là có thể giải quyết lưỡi lê của quỷ Nhật. Trong các cậu ai có kỹ thuật đâm lê tốt? Tứ Quy Nhi, Tứ Quy Nhi, cậu dùng nó, tôi dùng đao, chúng ta thử xem. Người anh em đừng sợ, cậu cứ thoải mái đâm, tôi không bị thương được đâu. Tới đây. Lúc ở Miến Điện, tôi từng chém một tên quỷ Nhật, cả người cả súng thành hai nữa. Báo cáo Lưu Sở Tương, từ quỹ ban lâm thời quyền đằng xung gọi tới. Mời Trương lão tiên sinh nhanh chóng quay về. Trương lão tiên công, cuối cùng ngài cũng về rồi. Long Dân nhận lệnh của ngài làm quyền trưởng quyền đằng xung. Thư bổ nhiệm cũng đã gửi tới. Vị này là tiên sinh phí dân chương được quân bộ cử đến. Anh ấy đã mang thư bổ nhiệm của chữ ký của chủ tịch Long tới. Vị này là thiếu tá Dương Thụ Vinh của tập đoàn quân 17. Chủ tịch Long còn bổ nhiệm tôi tới đảm nhiệm vị trí thư ký, hỗ trợ công việc của Trương lão tiên sinh. Thiếu tá Dương Thụ Vinh tới phụ trách công tác đặc vụ và tình báo của Đằng Xung.
Trẻ con ham chơi, bà phải đốc thúc các con đọc sách. Ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt các con. Còn ông một thân một mình, tôi không yên tâm. Tôi đã viết một bức thư cho bà vào tối qua. Gia quyến nhờ anh cả. Ngài yên tâm đi, Trương lão tiên sinh. Minh Minh à, con là con trai trong gia đình, sau này con phải giúp đỡ mẹ quản lý chuyện trong gia đình. Trân Trân, Vấn Đức, thuốc lá mang từ nhà đi chỉ còn một hộp thôi. Tôi để trên bàn, trong phòng. Ông hút ít thôi. Thục Duyên vợ tôi, tôi biết rõ lần này đi nhận mệnh nguy hiểm vô cùng, nên đưa người nhà chia ra hai nơi. Dẫu biết bà và con sẽ lo lắng, tôi tuổi già sức yếu mà xông chốn hiểm nguy, nhưng tình hình như vậy so với thù nước hận nhà có gì là không thể. Tôi không khéo làm quan, cũng không giỏi né tránh. Đọc sách thánh hiền để học gì đây? Thấy việc nghĩa không làm là kẻ vô dũng, không quan tâm sinh tử, không câu nệ hành vi. Nếu thành, do trời. Nếu không thành, chết mới buông tay. Đức sinh ra ở đây, thân là một học giả. Quốc nạn ập tới, lòng như lửa đốt. Làm quyền trưởng Đằng Xung, tôi mong mỗi con người Đằng Xung không cam nguyện bị nhục nhã, sẽ dốc toàn lực ủng hộ quân đội chiến đấu với Nhật Thống. Chúng ta nhất định phải khiến quân địch biết thiếu chúng phải đối mặt là sự kháng chiến của toàn dân tộc Trung Hoa chúng ta. Sư đoàn trưởng Cố Bảo Vũ, sư đoàn dự bị số 2, và ngày trước tôi và các hương thân đã đến thăm hỏi. Nhận thấy trang bị của sư đoàn dự bị số 2 tuy thô sơ, nhưng ý chí chiến đấu dâng trào. Lại nghe nói quý sư đoàn đã tham gia vô số trận đánh với quân Nhật, gây thiệt hại to lớn cho địch. Dân chúng Đặng Bắc đã được cổ vũ rất nhiều. Những ngày gần đây, chính quyền huyện đã vận động mọi người giao lương thực và tham gia quân ngũ. Nhiều người hưởng ứng. Số người và lương thực gom được sẽ được chính quyền huyện sắp xếp gửi tới nhanh nhất. Huyện trưởng Trương, cả tối qua chúng tôi gấp gáp in cái này ra, sáng sớm hôm nay đã được phân phát hết rồi. Đây, mời ngài xem. Được đó, chữ có thể nhìn được rõ ràng. Tuy hiệu quả in dầu không bằng máy in, nhưng như vậy đã không tệ rồi. Ngoài ra trong thành Đằng Xung còn truyền ra tin tức nói đội vận chuyển vật tư đã tập hợp đủ. Phần lớn vật tư hậu phương thiếu hụt đã phái phu quân giác chia ra vận chuyển tới Đằng Bắc. Và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, tập trung gửi cho Công Minh. Cậu đi sắp xếp. Thiếu tá Masuya, tham mưu trưởng Kadeki, trưởng ban hành chính đặc biệt Toshitsugu Tashima tới báo cáo. Đại quý Tashima, nghe nói anh là một người có học thức. Nói cho tôi xem anh định dùng bút của mình đuổi cánh quân kia ra khỏi Đằng Xung như thế nào. Tôi chỉ dân mệnh tới đây để quản lý hành chính khu vực Đằng Việt, gồm công tác tài vụ và tình báo. Công việc cụ thể tôi cần tham mưu trưởng Kadeki chỉ bảo. Tốt, các anh nói chuyện đi. Tôi còn phải đi Lai Phượng Sơn kiểm tra tình hình xây dựng công sự. Thank you.
Đại quý Tajima, anh đi đường vất vả rồi, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Thông qua sàng lọc kỹ càng, mọi người ở lại rồi. Tôi hy vọng mọi người nhớ kỹ điều này. Làm đặc công bắt buộc phải giữ cái đầu lạnh, linh hoạt. Thời khắc cần thiết, không tiếc trả giá bằng sinh mạng. La Hồng Lượng ở lại, giải tán. Tối hôm nay anh với tôi đi thành Đặng Xung một chuyến. Cô hộ sĩ, nãy tôi cõng anh ta bị ngã, sách đầu gối rồi. Cô có thể dẫn tôi đi băng bó không? Anh đi theo tôi. Rồi, anh thấy thế nào? Không khỏe ở đâu? Tay tôi lạnh quá. Tới từ Đằng Bắc, quỷ chữ trư có phong thư cho. Trương lão tiên sinh, Trương lão tiên sinh, thật là không ngờ ngài lại mạo hiểm như vậy để đến đây gặp tôi. Tôi mạo muội kinh động tiên sinh đức quy tới đây gặp mặt, cũng thực sự là hết cách rồi. Tiên sinh đức quy đã du học ở Nhật Bản, cũng đã lấy một vị phu nhân quốc tịch Nhật Bản. Quân đội Nhật Bản giờ chiếm lĩnh Đằng Xung, chắc chắn sẽ xin tiên sinh Đức Quy hợp tác. Còn về đường ra sau này, tiên sinh Đức Quy tính thế nào? Phen này tôi tới đây là muốn hỏi ý kiến tiên sinh Đức Quy. Không biết tiên sinh Đức Quy có thể bằng lòng tương kế tự kế ở lại thằng Đằng Xung vì quân dân ta kháng Nhật mà làm công tác nội ứng không? Giải xô, bông, cồn đều cần phải mua. Aspirin và penicillin trong kho cũng không còn nhiều nữa. Thì ra thương dân người Miến Điện cung cấp hàng hóa cho chúng ta gần đây không xuất hiện. Có rất nhiều thứ chúng ta phải chuẩn bị trước. Nào cô, có chuyện này anh muốn bàn với em. Chuyện gì vậy? Nào, em ngồi đi. Em biết tiên sinh Trương Vấn Đức không? Vợ ấy đang làm quyền trưởng Đằng Xung thuộc chính phủ kháng Nhật. Hai ngày trước, ông ấy và anh đã gặp nhau. Ông ấy hy vọng anh có thể tham gia phối hợp với chính phủ kháng Nhật để làm một số chuyện. Đối với anh, đây là một lựa chọn rất khó khăn. Là bởi vì em sao? Nào cô, anh không thể phản bội tổ quốc anh. Nhưng mà anh cũng không nhẫn tâm đặt em vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vậy nên anh... Tiên sinh Trương Đức Quy, tiên sinh Trương Đức Quy có ở nhà không? Chào cô, tôi là tham mưu trưởng của quân Nhật đóng tại Đằng Xung, Kazuo Kaneki. Vị này là trưởng ban hành chính Đằng Việt, đại quý Toshisuga Tajima. Hôm nay đặc biệt tới đây xin gặp tiên sinh Trương Đức Quy. Mời vào, xin mời vào. Một sân vườn thật yên tĩnh. Gần đây có một người mới đến tên là Tajima, chuyên môn quản lý sự vụ hành chính của Đằng Xung. Còn tổ chức hội duy trì gì? Với hội thường phục chúng ta đó. Nè, vậy anh thấy chúng ta mời hắn một bữa cơm rồi nói chuyện. Chúng ta cũng có một người làm hội trưởng xem sao. Nếu Trương tiên sinh và trưởng quan Soshiro Kanei đã là bạn học, vậy thì ngài càng không nên từ chối lời mời của chúng tôi. Vậy quyết định như vậy đi. Vị trí hội trưởng hội duy trì, ngài nhất định phải nhận đó. Ngoài ra, hai ngày nữa đội y tế sẽ tới. Tôi sẽ sắp xếp họ trực tiếp vào ở bệnh viện Đông Phương. Mong rằng ngài có thể phối hợp mọi mặt
Trương phu nhân, trà pha rất ngon. Từ sau khi rời khỏi Nhật Bản đã rất lâu rồi, tôi không được uống ly trà ngon như vậy. Ngài quá khen rồi. Đảm nhận vị trí hội trưởng hội duy trì của Toshisugu Tajima, trực chiến chùa Quy Quá, quân Nhật ở Đằng đã tử thương vô số, còn lại vì không hợp thủy thổ đã số mắc phải sốt rét. Quân Nhật đã bắt đầu xây dựng công sở Lai Phượng Sơn, có vẻ chúng sẽ đóng quân trường kỳ ở đây. Sư đoàn trưởng Cố là quyền trưởng, sao ngài lại tới đây? Tôi không làm phiền anh làm việc chứ? Không, nào có, nào có. Tôi nhận được tình báo đáng tin cậy từ thành Đăng Sung, nói giờ binh lực quân Nhật đang giảm, hơn nữa đa số lại mắc sốt rét. Tôi nghĩ đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta chiếm lại Đăng Sung. Nếu như đợi quân Nhật tăng lính tại Đằng Sung, lại xây xong công sự phòng ngự, quân ta sẽ không chỉ phải hy sinh lượng lớn, thành Đằng Sung cũng khó tránh chiến quả. Vậy cho nên là tôi đã đặc biệt tới đây, xin sư đoàn trưởng Cố xuất binh chiếm lại Đằng Sung. Trư lão, với binh lực hiện tại của sư đoàn dự bị số 2, chiếm lại Đằng Sung đúng là rất có hy vọng. Nhưng ở khu vực Long Lăng vẫn còn số lượng lớn quân Nhật đang đóng quân. Nếu chúng tới cứu viện, thì thế cục cũng có dự đoán. Ngoài ra, trước khi tôi đến đây, Tổng tư lệnh Tống cũng đặc biệt dặn dò sư đoàn dự bị số 2 tới Đằng Bắc bắt buộc phải chấp hành chiến lược du kích, không thể chiến khai đánh trực diện với quân địch. Ý của cấp trên tôi cũng khó làm trái. Nỗi khổ tâm của sư đoàn trưởng Cố tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Đối phó với quân cứu viện của quân Nhật ở Long Lăng, tôi có thể phái vài ngàn dân phu đào đứt đoạn đường Đằng Long để ngăn cản. Bên Tổng tư lệnh Tống, tôi sẽ thuyết phục. Tổng tư lệnh Tống, Chủ tịch Long chính quyền huyện Vân Nam, gần đây quân địch đã gia tăng công sự ở Đằng Sung, có ý cố thủ phòng chúng ta tiến lên. Nếu có thể tăng binh lực thì có thể sẽ tiêu diệt quân địch, nhưng mà ta phải tiến quân thần tốc, chậm trễ sẽ sinh biến. Được mất Đằng Sung can hệ đến cả chiến cục to lớn, xin hãy gửi thêm quân sĩ diện binh, mong được hồi đáp. Báo cáo, Chủ tịch Long gửi thư tới. Điện báo xin gia tăng binh lực sẽ do Tổng tư lệnh Tống sắp xếp trụ tính chung. Một quyền trưởng phải thực sự nắm bắt được dân chúng, tùy theo tình hình trinh sát quân địch mà đưa ra đối sách. Ngoài ra, sư đoàn trưởng Đế An Lan của sư đoàn 200 chúng ta đã thiệt mạng ở Miến Điện. Những người còn lại đã mang di thể ông ấy vượt núi sâu Đằng Bắc trở về nước. Sư đoàn trưởng Cố bảo vũ sư đoàn dự bị số 2 nhận lệnh tới phiến mã tiếp ứng. Mong quyền trưởng Trương tổ chức dân chúng tại chỗ tưởng niệm anh linh tướng sĩ. Chủ tịch Long Dân, ngài không xem xét lại sao? Không, tôi nhất định phải đi. Mọi người không cần lo lắng cho tôi, thân thể tôi còn tốt lắm.
Miếng điện ở bên kia. Có lẽ họ sẽ tới từ hướng bên kia. Bắn liên tiếp 3 phát súng, mỗi lần cách nhau 15 phút, để họ biết khoảng cách tới chúng ta. Sư đoàn trưởng Cố, vào lúc nước mất nhà tan, người quân nhân như tướng quân Đới và anh có thể dung đao giết địch, không tiếc hy sinh. Vậy một người đọc sách có thể làm gì để báo quốc? Khi tôi còn trẻ vẫn luôn nghĩ tới vấn đề này, trải qua bao tháng năm cũng dần dần hiểu ra rồi. Vào lúc vạn bất đắc dĩ, người đọc sách cũng phải hy sinh tính mạng mình, không phải chết nơi chiến trường như quân nhân, mà là dùng cả tính mạng để kiên định với tín ngưỡng dân tộc và chủ trương cứu quốc. Khúc Nguyên, Văn Thiên Tường, Đàm Tử Đồng đều không phải chết như vậy sao? Giống như quân nhân nhiễm máu nơi xa trường vậy. Đây cũng coi như là kết cục bi tráng nhất cho một người văn nhân báo quốc. Quỳ Trữ Trương, đây là làm gì vậy? Đây là phong tục gọi hồn của người dân bản địa. À, các vị tới rồi. Mời ngồi. Đằng Sung đã trở thành lãnh thổ của đế quốc Đại Nhật Bản. Từng hạng sử dụng địa phương ở nơi này đều cần một chính phủ để quản lý nhịp nhàng. Dựa trên nguyên tắc hữu nghị Trung Nhật, tôi hy vọng có thể do các vị ra mặt tổ chức một chính phủ tự trị do người bản địa quản lý. Từ ngày chính phủ thành lập, tôi sẽ cấm quân sự Nhật Bản tiến vào chùa miếu, thư viện và các nơi chốn dân gian khác, không được quấy nhiễu cuộc sống đời tư của dân chúng. Tôi hy vọng các vị có thể tổ chức nông dân mau chóng khôi phục sản xuất lương thực. Ngoài ra họ còn buộc phải phổ biến trồng cây thuốc phiện. Công thương nghiệp dân gian đằng sung bắt buộc phải nhanh chóng phục hồi. Cho dù thế nào, quan quân đều cần đảm bảo nguồn vật tư ổn định. Trương lão quyền trưởng, quân Nhật gần đây tích cực chuẩn bị thành lập ngụy chính phủ, hòng tăng cường quản lý dân chúng, chiếm đoạt càng nhiều tài nguyên tại Đằng Xung. Ngoài ra, quân Nhật gần đây đã tăng số lính tại Đằng Xung lên đến hơn 5.000 người, cũng thực hiện càn quét Đằng Bắc, tình hình vô cùng nguy cấp. Mong sớm nghĩ ra đối sách tăng cường phòng vệ. Các anh em, chúng ta đã đánh du kích hơn nửa năm tại Đằng Bắc, tiêu diệt không ít quân Nhật. Hôm nay quân địch đã tập hợp trọng binh xuất phát từ Đằng Xung chuẩn bị vây quét Đằng Bắc. Tôi nghĩ thời điểm sư đoàn dự bị số 2 chúng ta thể hiện thân thủ đã tới rồi. Trương lão huyện trưởng 63 tuổi có thể xa cả gia đình,
lãnh đạo dân chúng kháng Nhật. Dân chúng Đặng Sung có thể tự mình chịu đói, chịu rét, đưa quần áo, đưa lương thực cho chúng ta. Cho dù chúng ta có chết trận tại Đặng Sung thì có gì hối tiếc chứ? Các anh em, mọi người hãy nắm lấy đại đao trong tay, so đấu với lưỡi lê quân Nhật đi nào. Xem thử xương người Trung Quốc cứng hay xương người Nhật Bản cứng hơn. Quyền trữ Trương, đêm nói chuyện với ngài trên đỉnh núi Phiến Mã đã làm tôi vô cùng xúc động. Thân làm lính, tôi không thể kháng lại quân lệnh, tùy ý xuất kích. Nhưng lần chặn đánh Nhật Khấu này, tôi sẽ dẫn dắt sư bộ đoàn dự bị số 2 quyết chiến tới cùng, thực hiện trách nhiệm của người quân nhân. Người lính đi trước gửi thư đã phụng lệnh tôi bảo vệ ngài về Bảo Sơn. Đặng Sung kháng Nhật, ngài là ngọn cờ để quân dân không mất hy vọng, kiên trì vào thắng lợi. Mong ngài nhanh chóng rút lui, thêm phần bảo trọng. Quỹ trưởng Trương, công tác rút lui đều đã chuẩn bị xong, lương thực cũng đã được dân phu đào động trên núi giấu đi rồi. Tốt, vậy chuẩn bị đứng lên thôi. Quyền trữ Trương, mau chóng rút lui, đặc vụ quân địch lẫn vào được rồi. Quân địch chọn chặn đánh ở đây sao? Lắp lưỡi lê, lắp lưỡi lê. Xem ra chúng đã rõ ý chúng ta rồi. Đội đại đao chuẩn bị, tiến lên, xông lên. Đào Quyền Trưởng Trương, của các cậu đâu? Không sao, chúng tôi còn trẻ, sửa lửa là đủ rồi. Quyền Trưởng Trương, quyền ẩn và sổ mật mã đều ở đây, lương thực và tiền mặt đã rơi mất. Sư đoàn dự bị số 2 vẫn đang giao chiến với quân địch. Sư đoàn trưởng cố không biết thế nào rồi. Quyền trưởng Trương, tôi còn giữ một khối nhỏ trà núi Cao Lê Cống, để tôi rót cho ngài một chén. Đây, ngài cẩn thận nóng. Quyền trưởng Trương, có một chuyện tôi muốn nói cho ngài. Thực ra quân bộ phái tôi tới, tôi biết. Dân Chương, cậu tốt nghiệp Đại học Phúc Đáng có đúng không? Dạ. Lúc quốc gia lâm nguy, chính là lúc cần những nhân tài như cậu. Mau ăn gì đi, ngủ sớm một chút, mai còn phải đi cho kịp. Tháng 2 năm 1943, lần đầu tiên quân Nhật càn quét Đằng Bắc,
Trương Dấn Đức và chính quyền huyện bị ép phải vượt qua núi cao Lê Cống rút trở về Bảo Sơn. Quân địch đã rút đi nơi nào rồi? Không rõ, chúng đã nhân trời tối rút đi. Chúng tôi không có cách nào xác định phương hướng chúng rút lui. Người của các anh đi đâu rồi? Anh nói đi. Chó Nhật, tao là ông nội mày đó. Hắn nói gì? Hắn nói gì hả? Tôi đã nói từ sớm rồi, các anh sẽ phải trả giá cho sự thả lỏng của bản thân. Chúng ta vì sao phải hy sinh nhiều binh sĩ như vậy? Bởi vì tổ chức tâm lý giết người của các anh quá kém. Hôm nay tôi sẽ cho các anh một cơ hội để các anh rèn luyện nội tâm. Nghiêm, từ hàng ngang thành hàng dọc, hàng đầu tiên xếp hàng, chuẩn bị bắt đầu. Báo cáo, đội tìm kiếm đã phát hiện nhóm người lớn đang bỏ trốn ở dưới đầu. Xin hỏi xử lý thế nào? Thục viên vợ tôi đã thuận lợi rút lui từ Đằng Bắc về Bảo Sơn. Xin đừng nhớ thương. Đã lâu không gặp, không biết bà có khỏe không? Đám trẻ có khỏe không? Lần này rút lui là nhờ sư đoàn cố, sư đoàn dự bị số 2 chăm sóc. Có kinh động nhưng không nguy hiểm. Nhưng anh ta vẫn đang chiến đấu ở Đằng Bắc, chưa rõ sống chết. Chứng kiến người dân Đằng Bắc rời nhà, từ bỏ cơ nghiệp, lưu vong núi sông, tôi thân làm huyện trưởng lại không thể làm gì, trong lòng đau đớn. Dạy dỗ con cái và chuyện trong nhà tôi cũng không thể thực hiện, càng cảm thấy thật hổ thẹn. Tuổi ngoài 60, thân lại vào cảnh hữu tâm vô lực, tôi thật không ngờ. Đây bổ nhiệm Trương Dấn Đức làm chấp pháp quân hành dinh Côn Minh, trao quân hàm thiếu tướng, đồng thời giữ chức chi đội trưởng quân sự số 1 chỉ huy phòng vệ Đằng Long, chủ nhiệm Long dân hành dinh Côn Minh ủy quan quân sự. Các vị, Bộ Tư lệnh Quân Viễn Chinh triệu tập hội nghị liên tịch quân sự lần này, ủy viên trưởng tưởng vô cùng quan tâm. Bây giờ xin mời đặc phái viên tới từ Trùng Khánh nói vài lời với chúng ta. Các vị đồng nghiệp, trước khi tới đây, ủy viên trưởng đã đặc biệt gọi tôi tới nói vài lời. Ông ấy cho rằng kháng chiến Điền Tây liên quan rất lớn. Ủy viên trưởng vì ngày này bận trăm công ngàn việc, tâm thần héo mòn. Quân đội ở tiền phương tắm máu chiến đấu anh dũng, dân chúng lưu lạc trôi dạt khắp nơi mà họ vẫn hoàn toàn không quan tâm. Bận trăm công ngàn việc, tâm thần héo mòn. Quỷ trưởng Trương, ngài vẫn còn sống. Cậu là... Tôi là Lý Tứ Quý, sư đoàn dự bị số 2. À, tôi nhớ ra rồi. Cậu với Đại Đao Lưu cùng nhau luyện tập với Lưỡi Lê. Đúng. Sao... Sao cậu lại tới đây? Tất cả anh em đều không còn thanh âm rồi, chỉ còn một mình Triệu Vĩnh Phúc vẫn còn ở đó kêu thảm thiết. Sau đó tôi trốn ra được, tôi không tìm được sư đoàn trưởng cố và đại bộ đội. Tôi liền theo dân chúng chạy nạn đến Bảo Sơn. Cả đường tới đây tôi đều nghe họ nói, nói hắn giang nơi nơi tuyên bố, nói ngài đã bị sát hại rồi.
Quỹ trưởng Trương, quân bộ vừa nhận được báo cáo của sư đoàn dự bị số 2, nói quỹ Nhật sau khi trắng trợn giết người phóng quả đằng Bắc đã rút, trở về lại đằng Sung. Sư đoàn dự bị số 2 thương vong một nửa và đang chỉnh đốn đợi lệnh. Dương Trương, Tiểu Hùng, xem ra chúng ta phải trở về một chuyến. Trương lão, giờ ngài trở về liệu có nguy hiểm quá không? Chúng ta không thể mặc kệ chúng tung tin đồn gây hoang mang dư luận. Nếu không lâu dài rồi, tâm người ta lại đuổi thôi. Lưu ca, anh thấy đao em hạ xuống, vì sao không chém đứt được khẩu súng trường 38 của quỷ Nhật vậy? Cậu còn nhỏ, để cậu lớn hơn là có thể chặt đứt. Vậy anh thấy vai em chịu một đao có ảnh hưởng không? Không sao, tôi ăn cả súng lẫn đao rồi. Giờ không phải vẫn đang đánh quỷ Nhật sao? Báo cáo, sư đoàn trưởng cố, quân bộ nhắn tin trả lời. Sư đoàn trưởng cố, sư đoàn dự bị số 2. Sư đoàn của anh tuy giết địch nhiều nhưng thương vong cũng lớn. Đặc biệt lệnh sư đoàn anh chỉnh đốn tại chỗ, đợi sư đoàn 36 tới tiếp phòng. Được, tôi biết rồi. Quỳ trưởng Trương, quỳ trưởng Trương, ngài tới xem. Đầu bếp ở kho vũ khí quân Nhật, cảnh lão Tam, tôi thu mua sơ đồ kho vũ khí gửi kèm, cung cấp máy bay quân đồng minh tham khảo. Tôi về rồi đây. Đức Quy, anh về rồi. Tham mưu trưởng Kaneki đã đợi anh ở đây nhiều giờ rồi. Tiên sinh Đức Quy, tôi đến bệnh viện tìm anh, nhưng mà anh không ở đó. Đến nhà anh cũng không ở.
Không ngờ lại bận tới vậy. À, gần đây vật tư y tế của bệnh viện thiếu thốn rất nhiều. Tôi hẹn mấy vị bạn bè làm ăn, xin họ giúp tôi lấy ít thuốc từ Miến Điện về. Hôm nay tôi tới là vì muốn nói cho anh, gần đây đội hắc sát của chính quyền Trương Dấn Đức hoạt động rất mạnh. Rất nhiều người bản địa hợp tác với Hoàng quân đều bị ám sát. Vậy nên, chúng tôi quyết định từ hôm nay phái người phụ trách bảo vệ sự an toàn của anh cả ngày. Trương Dấn Đức còn một ngày chưa bị tiêu diệt thì chúng ta còn một ngày không thể lơ là. Tiên sinh Đức Quy, chỗ vật tư y tế đội y tế Hoàng quân cung cấp lẽ nào không đủ dùng sao? Vật tư y tế của đội y tế phần nhiều là dành cho ngoại thương và cấp cứu, rất nhiều thuốc dùng hàng ngày vẫn còn thiếu thốn. Đứng lại, cháu tôi giúp đưa đồ ăn. Sao căn phòng này có thể dùng? Buổi trưa nhân lúc ít người, cậu đi nhanh về nhanh. Tôi đợi cậu. Đại quý Tajima, xem ra anh rất biết hưởng thụ phong cách sống của người Trung Quốc đó. Tôi không trải nghiệm cuộc sống của người Trung Quốc thì sao hiểu lòng họ nghĩ gì đây? Nào, uống trà đi. Được. Người Nhật Bản chúng ta chỉ xem trọng trưởng bối trong ba đời, mà anh xem người đằng xung thờ phụng đến tổ tông mấy trăm năm trước. Tiên sinh Kane đã ở đây nhiều năm, ngài chắc rõ hơn tôi mà. Muốn chinh phục người Trung Quốc chỉ dựa vào vũ lực là không đủ. Vậy ý anh là dùng tẩu hút thuốc phiện của anh thay thế khẩu 38 trong tay binh sĩ sao? Đại quý Tajima, Trương Đức Quy gần đây hành động bí mật. Tôi hoài nghi hắn và chính quyền Kháng Nhật đang bắt có đi lại. Vậy chúng ta có nên... Là kho vũ khí. Trưởng quan, trưởng quan, cả nhà Trương Đức Quy chạy trốn rồi. Dư Cát Phẩm, đội thường phục ông làm ăn như vậy sao? Tại sao có thể để gián điệp quân địch lẻn vào kho vũ khí, còn để Trương Đức Quy trốn đi ngay trước mắt chúng ta chứ? Tôi hận không thể giết ông. Chúng tôi hy sinh bao nhiêu người như vậy để càng quét đằng Bắc, nhưng lũ Trương Dấn Đức chúng vừa về đã có thể biến trở về nguyên dạng hết. Hơn nữa, cả cánh tay chúng thò vào thành đằng xung. Trương Dấn Đức, số cuộc là người như thế nào chứ? Tôi ngược lại muốn gặp thử ông ta. Giờ người Nhật Bản thu mua thuốc phiện giá cao, có ít người dân tham món lợi mà âm thầm trồng rồi. Không được, bắt buộc phải giải quyết hết, một cây cũng không được để lại. Nếu như họ đồng ý đổi thành trồng lúa nước hoặc trà, chính quyền huyện phải suy nghĩ cho họ ít cứu tế.
Quỳ Tiểu Trương, Quỳ Tiểu Trương, Chung Kính Thu và người mang tới một phong thư, nói trưởng ban hành chính người Nhật Bản Tajima muốn gặp mặt ngài. Người đưa thư đâu? Không dám vào. Người đưa thư đã sai người đi rồi. Huyện trưởng Sùng Nhân quân giám Tajima lần này tới đằng nhận nhiệm vụ hành chính, thật ghen tị với người dân Thịnh Dượng. Thời tiết ôn hòa, tuy trải qua sự cố nhưng sĩ tuân, dân lương, mỹ đức phong tục thuần hậu vẫn còn. Tuy quân sự chưa yên, lưu vong chưa thể tụ lại, nếu như đều không lập kế hoạch phương pháp phát triển lẫn nhau, ngồi xem và không làm gì thì có ích gì đấy. Vì công việc, Tajima sẵn sàng chọn một nơi gặp mặt với ông, cùng nhau giải quyết vấn đề khó khăn của người dân hai bên. Ngày gặp mặt có thể do ông quyết định và thông báo. Để tiện, Tajima bắt đầu di chuyển. Sau khi ông tới bổn cảnh an toàn, tính mạng danh dự sẽ do Tajima phụ trách hoàn toàn. Tajima bình thường làm người không sai một ly, riêng không dám lừa gạt, chân thành tiếp xúc tám chữ này. Trời cao phía trên nói lời thật lòng, lạc bút ngóng thư trả lời. Trưởng ban hành chính đăng diệt Đại Nhật Bản. Ngày 31 tháng 8 năm Chiêu Hòa thứ 18. Đăng diệt Đại Nhật Bản. Vậy mà hắn thực sự coi Đằng Sung là lãnh thổ Nhật Bản rồi. Xem ra Tajima cũng coi như người tri thức. Hắn phí tâm tư thuyết phục tôi gặp mặt hắn. Hồng môn yến này, ta đi hay là không đi đây? Nếu tôi đi, Đằng Sung sẽ thực sự trở thành lãnh thổ Nhật Bản rồi. Vậy phải làm sao đây? Đến mà không vào, thật vô lễ. Số liệu thống kê mà huyện trưởng Trương cần, tôi đều đã xem rồi. Không có vấn đề gì. Huyện trưởng Trương bình thường viết văn, chỉ cần nhấc bút là viết. Vậy mà lần này lại trầm tư suy nghĩ, chần chừ không đặt bút. Tajima cũng coi như là người vũ văn lộng mặc, mặc kệ hắn, bắt buộc phải có lý lẽ chặt chẽ, ngôn từ nghiêm cẩn, dẫn chứng đanh thép. Nếu không, hắn lại mượn đề phát quy, giả tạo mê hoặc người dân. Ngài Tajima, bức hàm này lấy nỗi đau khổ của người dân Đằng Sung làm ngôn từ, mong mượn trường đàm gặp gỡ để xóa bỏ. Nếu Trung Quốc tôi vẫn chưa phải chịu đựng xâm lược, mà còn cùng Nhật Bản vẫn có thể giữ mối quan hệ bình thường giữa hai nước, vậy sau này chắc chắn sẽ lấy đồng cảm để suy nghĩ. Thành thực như ngôn từ trong thư các hạ gửi đến, Đằng Sung sĩ tuân dân lương, phong tục thuần phát. Nhưng từ khi tình hình thay đổi tới nay, người dân Đằng Sung chết dưới lưỡi lê, người phải phơi thay đơn quan giả đã vượt quá 2.000 người. Người có nhà bị hủy hoại trong ngọn lửa chiến tranh đã vượt quá 50.000 căn. Số ngựa và la bị tổn thất đã đến 3.000 con. Ngũ cốc bị thất thoát đã đến triệu thạch. Tài sản bị cướp bóc đã gần 5 tỷ. Tiếp đến làm cha mất con, vợ mất chồng. Nơi họ sống không thể trú mưa tránh gió, cũng không cách nào kiếm kế sinh nhai. Khóc vì đói, lạnh, ngồi im chờ chết. Và đặc biệt những người không dám nói là những người phụ nữ phải chịu đựng bị ô nhục. Loại thống khổ này đều là do các hạ và các vị đồng liêu ban tặng. Loại ban thưởng này tương đương với tội ác. Nếu các hạ có thể xóa bỏ nỗi đau khổ của người dân Đằng Sung, thì không biết còn lại kế hoạch giải quyết các hạ là gì, tính như thế nào. Tuy nhiên tôi vẫn là một công dân Trung Quốc,
lại là một quan lại trong chính quyền địa phương ở Đằng Sung. Xuất phát từ trách nhiệm và lương tâm đối với bất kỳ kế hoạch nào mà các hạ đưa ra, tất cả đều không suy xét như cần thiết và có khả năng. Nhưng mà tôi vẫn biểu dương thiện ý nhằm xóa bỏ nỗi đau khổ của người dân Đằng Sung của anh. Tất cả tôi có thể góp ý cho các hạ là mời các hạ và toàn bộ đồng liêu của mình trở về Tokyo sẽ khiến người dân Đằng Sung vĩnh viễn thoát khỏi nỗi đau bị lưỡi lê áp bức. Người lưu lạc có thể lại trở về quê hương, lại xây dựng tương lai tốt đẹp trên đống đổ nát. Nếu như Đằng Sung vẫn còn bị các hạ và các đồng liêu chiếm đóng, tất cả tội ác ấy đều vẫn sẽ xảy ra. Tôi chỉ có thể tận lực tận trách trước khi khiến các hạ và các vị đồng liêu có một ngày khuất phục trước người dân Đằng Sung, từ chối yêu cầu, chọn địa điểm gặp mặt trường đàm của các hạ mà đi dấn thân vào công việc càng có ích cho tôn nghiêm sinh mệnh con người hơn. Người dân Đằng Sung đau khổ sẽ càng hiểu rõ nên làm thế nào để tự xóa bỏ nỗi đau mà họ gặp phải. Vì tôi quan tâm tới số phận ngày tàn bi thảm của các hạ và các đồng liêu trong tương lai. Nên đặc biệt xin các hạ suy nghĩ lâu dài, cẩn thận. Quyện Đằng Sung tỉnh Vân Nam, Đại Trung Hoa Dân Quốc, quyện trưởng Trương Vấn Đức. Ngày 12 tháng 9, Đại Trung Hoa Dân Quốc năm thứ 32. Đại quý Tajima, chúng ta đã làm một chuyện ngu xuẩn, khiến cho lão ngoan cố kia có thể thể hiện. Hôm nay, tôi đã nhận được chỉ thị của Đại tá Kurashige. Sư đoàn 56 đã quyết định cướp đoạt Đằng Bắc toàn diện. Đội cứu viện của Đại tá Kurashige đã đang tiến về phía chúng ta. Ngoài ra, Đại quý Toshisugu Tachima, công việc bị sao lãng và thiếu tính tự giác, đã bị điều khỏi Đằng Sung chuyển về Miến Điện. Này, đừng hít vào trong. Gần đây quân Nhật điều động hơn 15.000 người. Yasumi Kurashige chỉ huy, chuẩn bị càn quét toàn diện Đằng Bắc đó. Anh bao chóng thông tri quyền trưởng Trương, vụ thu bắt buộc phải bắt đầu sớm hơn để sư đoàn 36 chuẩn bị sẵn sàng phòng ngự. Người sao lại tiêu tiện bắt người vậy? Hơn 10.000 quân sao? Trương lão, xem ra lần này chúng không chỉ càng quét đơn giản. Nếu như còn không mau tiếp diễn thêm quân, thì e những chiến hào tự nhiên như núi cao Lê Cống và sông Nộ sẽ không giữ được. Gửi tin tức cho Tổng Tư lệnh Tống và Chủ tịch Long. Anh làm việc cho quân bộ hay làm việc cho chính phủ? Anh đã chịu huấn luyện đặc vụ của quân đội, có phải không? Tuy tôi rất kính trọng anh, nhưng tôi cũng phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Tổng tư lệnh Tống nhắn lại: Quyền trưởng Trương Dấn Đức huynh thật là cao kiến, đã gọi quân trưởng Trung gia tăng binh lực, đặc biệt hồi đáp. Hết rồi, hết rồi. Chủ tịch Long đã nhắn lại chưa? Vẫn chưa. Lại nhắn đi. Chủ tịch Long, chính quyền hiện dân đang trọng binh quân Nhật đã tấn công cận kề, tình hình Đằng Bắc vô cùng nguy hiểm. Nếu Đằng Bắc rơi vào tay giặc, quân ta sẽ mất đi sông Nộ và bảo đảm lương thực đến từ phía Tây. Thiên hiểm núi cao Lê Cống và sông Nộ thất thủ sẽ tương đương với quân địch được 10.000 lính phòng thủ. Đợi đến khi quân ta phản công thì sẽ phải lấy hy sinh to lớn mới có thể vượt qua sông Nộ, ngưỡng công núi cao Lê Cống. Nguồn cung cấp lương thực vào thời điểm đó cũng sẽ gặp phải khó khăn to lớn. Dân chúng địa phương đã phải chịu chiến tranh liên minh, đã nghèo túng thiếu thốn sẽ không thể duy trì nữa. Vậy nên xin chủ tịch Long ra sức bảo vệ Đằng Bắc. Hạ quan Trương Dấn Đức khất khấu. Thư ký Phí, khắp khấu là gì vậy? Là khóc dập đầu.
nay, trải qua trường kỳ phá hoại và trưng dụng, sức dân kiệt quệ, sợ rằng sau khi chiếm lại dân chúng cũng khó sống tiếp. Đặc biệt, nhắn xin từ năm khôi phục, miễn 3 năm thuế ruộng. Quỷ trưởng Trương, sao ngài lại tới đây? Tôi muốn vượt núi cao Lê Cống cùng bộ đội đánh về Đằng Xung. Các anh thì sao? Chúng tôi chỉnh đốn xong rồi. Lần này về Đằng Xung, chúng tôi cũng là bộ đội chủ lực. Những tân binh bổ sung từ Đằng Xung cũng đang nắm tay hầm hè. Ai cũng không đợi được nữa. Sư đoàn trưởng Cố vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. Sáng sớm anh ấy đã xuất phát cùng sư đoàn rồi. Tốt. Chúc các anh kỳ khai đắc thắng. Gặp lại ở Đằng Xung. Dấn Đức, hôm nay dưới sự sắp xếp của quân bộ, được xem bản tin về tác chiến phản công, lại từ binh sĩ quay trở về từ tiền tuyến, biết được cuộc phản công là vô cùng khó khăn. Không biết ông có còn khỏe không? Trưng Trưng gần đây đang thay răng rồi. Răng sữa rụng, tự thấy bản thân xấu, không muốn ra khỏi nhà nữa. Tình hình chiến trường nguy hiểm, thay đổi khó đoán. Hy vọng ông càng thêm bảo trọng. Mong thư của ông, Thục Viên. Thục Viên vợ tôi, thư của bà tôi nhận được rồi. Biết con và bà đều khỏe, tôi rất vui. Chiến sự tiền tuyến tuy căng thẳng dữ dội, nhưng quân ta liên tiếp thắng lợi. Ít ngày nữa là có thể thu Đằng Bắc về, trực tiếp uy hiếp Đằng Xung. Tướng sĩ quân ta tác chiến anh dũng, dân phu ta tham chiến cũng không ngại hiểm nguy, dũng cảm tiến lên. Rất nhiều phụ nữ bồng bế con nhỏ, nhưng vẫn vùi nặng leo núi. Họ cõng lương thực, chịu đựng cơn đói, không tham lam kể cả một hạt gạo. Quân dân hy sinh to lớn, kiên định, tin tưởng, đại diện kháng Nhật. Tạm biệt ở Đại Lý đã là 2 tháng. Nhớ lại đoàn tụ gia đình, tôi lại thấy tâm tình sa sút. Vì thế cục ảm đạm, càng nhiều thờ ơ với bà và các con, tôi càng cảm thấy hổ thẹn. Chỉ đợi ngày nào đó Đằng Xung giải phóng, lại được vui vẻ gia đình. Các anh em, trải qua hơn 2 tháng chiến đấu gian khổ, chúng ta đã chiếm được núi cao Lê Cống, thu về được Đằng Bắc. Trận chiến dây công Đằng Xung đã sắp nổ ra. Hôm nay, Quỷ trưởng Trương Dấn Đức và Cố cao cấp Lưu Sở Tương đã suốt đêm tới đây để khích lệ mọi người trước khi xuất quân. Các quân sĩ sư đoàn dự bị số 2 để cho người dân được quay về quê hương. Tờ mờ sáng, mọi người đã phải tắm máu, dũng cảm chiến đấu. Tôi, đại biểu người dân Đằng Xung, kính các vị, những người anh em sắp phải tiến lên, một bát sự tráng thành, chúc mọi người kỳ khai đắc thắng.
khiến cho xuống ruộng trồng trọt. Công tác trưng binh do chính quyền huyện sắp xếp trụ tính chung, phải nhanh chóng quay lại sản xuất lương thực. Nếu tới mùa thu không thể thu được một hạt thóc, hàng chục ngàn người sẽ phải chết đói. Trâu cày không thể tiếp tục giết thịt nữa. Dân phu vận chuyển lương thực từ hộ bạc trở về cũng phải mau chóng cày cấy. Thư ký Phí, những khoản cứu tế gom được từ phía đại lý phải mau chóng phân phát xuống, thống kê số người. Quỹ trưởng Trương, Tổng tư lệnh Quắc có chuyện gấp phải thương thảo với ngài, phái chúng tôi tới mời ngài lập tức qua đó một chuyến. Lão huyện trưởng à, hôm nay mời ngài tới đây chủ yếu là có hai chuyện cần ngài ủng hộ. Một là tập đoàn quân chúng tôi từ khi qua sông đến nay thương vong vô cùng lớn, cần bổ sung 10.000 tân binh ở đằng sông. Hai là binh trạm của tôi Bồ Phiêu còn có 45.000 ký gạo, cần điều động dân phu vận chuyển về đằng sông. Thế cục phản công trước mắt như dầu sôi lửa bỏng, còn hy vọng huyện trưởng dốc sức phối hợp. Tổng tư lệnh Quắc, hiện trạng đằng sông chắc anh cũng rõ ràng. Trải qua nhiều lần càn quét, sức dân đằng sông đã kiệt quệ. Lần phản công này, toàn bộ trên dưới đằng sông đã điều động tất cả. Dân chúng đang lầm than. Tôi nghĩ cả hai yêu cầu này tôi đều không thể làm được. Lão huyện trưởng nói khuếch đại quá. Phóng tầm mắt toàn quốc, bị tình hình kháng chiến ép buộc, dân chúng đều đang vô cùng khổ cực. Nhưng mà ta hãy nhắm đến thắng lợi cuối cùng, dân chúng hy sinh một chút, về tình về lý cũng chấp nhận được mà. Tổng tư lệnh Quắc, trước đây dân phu đằng sông đã vận chuyển lương thực từ hộ bạc đến sông Thư, chỉ là núi cao Lê Cống cũng đã có hơn 300 người chết vì mệt. Nhân khẩu đằng sông từ khi bị luân hãm đến nay đã giảm từ 260.000 xuống chưa đến 200.000, nhưng vẫn có một nửa vẫn đang chi viện quốc quân tác chiến. Sự hy sinh của dân chúng đằng sông có thể dùng một chút để hình dung sao? Huyện trưởng Trương, ông thân là thiếu tướng chấp pháp, lẽ nào không hiểu sức nặng câu quân lệnh như núi sao? Có lệnh không thực hiện, còn nói cái gì mà kháng nhật? Tôi đây cũng là lần đầu tiên đối mặt với loại tướng quân không màng sống chết người dân như ông. Trương Vấn Đức tôi lòng son giả sắt, có thể soi được nhật nguyệt. Nếu như là đẩy dân chúng vào hố lửa thì còn kháng nhật cái nỗi gì? Này, nói tốt với trưởng quan xong chưa? Nói tốt rồi, đi đi đi. Nào đi đi. Trương lão, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Chỗ lương thực lần trước ta vận chuyển từ hộ Bách tới đã bị cậu em vợ của Quách Quý Chương kéo tới chợ đen sông Thư bán cho người dân cả rồi. Hôm nay lúc tôi từ chỗ Quách Quý Chương đi ra đã nhìn thấy Chung Kính Thu, Dương Cát Phẩm cùng với mấy hán gian thân mang quân trang quốc quân đi vào quân bộ. Xem ra quan hệ của chúng và Quách Quý Chương không bình thường đâu. Giờ bên ngoài đều đang truyền tai nhau, nói chúng là đào ngũ tới đây, không những không phải chịu trừng phạt mà còn có thể được tưởng thưởng. Chúng đúng là sặc một lũ hán gian. Còn nữa, khoản quyên góp 1 triệu kia có 500.000 chưa đến. Chúng nói là ngài và người chính quyền huyện tham ô rồi. Những ngôn từ không đúng đó không nghe thôi.
Dân Chương à, cậu giúp tôi ghi lại một chút. Tôi muốn gửi tin cho Chủ tịch Long trừng phạt Hán Giang. Chủ tịch Long chính quyền Nguyễn Dân Nam, Ngụy Huyện trưởng Trung Kính Thu, Ngụy xã trưởng Duy Tân Dương Cát Phẩm cùng các phần tử chủ chốt đều đang ở Tổng Bộ Quắc. Thứ cặn bã ấy đã lợi dụng lúc Đặng Xung hồi phục dùng danh nghĩa chính đáng lẫn vào cơ quan quân chính ta nhằm tự bảo vệ. Sau khi điều tra chứng cứ tội danh đám Hán Giang ấy đã xác thực, tôi sẽ nỗ lực trừng phạt Hán Giang để dương danh chính nghĩa, an ủi các anh linh kháng Nhật. Thiếu tướng chấp pháp doanh trại Côn Minh, quân Diễn Chinh, Trương Vấn Đức. Đã khắc thư đáp Tashiba lên bia đá đặt tại nghĩa trang các anh hùng dân tộc Đằng Xung.